với chú nhỉ, kiểu giống như là nhà thờ. À, đây là cái bộ cục về cái tín ngưỡng của cái làng này á, gồm có 19 họ, cho nên tất cả các dòng họ được đưa sát bờ sông Âu Lâu, còn thêm có 12 cái bến nước nữa, là tất cả nhà thờ họ đều hướng ra đây. À, đó là một điểm này. Điểm thứ hai là sau này cả cái hình nán quán và cả cái đường vào thì xóm là người ta ở sau này. Thì anh đi từ dưới lên á, là cuối đường con đầu đi ra đầu làng. Và hiện tại là có gần hơn 30 ngôi nhà rường đang còn trùng tu lại gần xong rồi. Cái nhà mà nhà rường 5 căn 3 trái á. Ví dụ đây là khung nhà rường ấy. Em lên xe đi là cả một nhóm nhà rường, và trong này chỉ có nhiều bà là 90 tuổi ở một mình thôi. Sau này ví dụ con trước này là cái bộ mặt của làng. Các cái dòng họ của làng. Vua từ đời Lê Thành Tốn. 1470 chứ. Cháu thì cháu đi phượt, cháu đi từ ngoài Bắc vào Nam, cháu đi ngang qua đây. Cháu thấy có cái làng này, cháu ghé thử xem thế nào. Thấy cũng hay quá. Cái giữ được cái kiến trúc cổ. Đây là một làng cổ mang cái dạng nhấp tự nhiên của một ngôi làng sơ của miền Trung Bắc, của gần Huế, cách Huế 40 cây số. Nhưng mà còn giữ được nguyên vẹn của một cái làng cổ xưa. Nó có ba cái mà di tích. Thứ nhất á, về di tích á, thì có dòng sông Ô Lâu bao bọc chung quanh làng. Đó, và có cây cổ thụ tính đến hôm nay đã trên 500 năm và được nhà nước và phong tặng, đó là cây di tích của quốc gia. Bên cạnh đó thì có một cái nghề gốm được lưu truyền từ đời trước cho đến hôm nay để nuôi sống dân làng. Và đặc biệt cái làng đấy có ruộng, chỉ có ăn học đi làm thầy giáo với cả buôn bán nhỏ lẻ. Thứ hai là ngành nghề thủ công nghiệp. Hay quá nhỉ. Đó, cho nên cái làng này á, nó có nhiều giải giúp. Thứ hai là đến đây có món ẩm thực là ăn uống rất là dân dã. Từ cái vả, cái mít, rồi còn thêm những cái rau sạch của làng. Em thấy trong làng này chưa bị phá vỡ bởi những cái quán xá ồn ào, bởi những xe cổ rộn rịp, cho nên cái làng này vẫn giữ được nguyên vẹn. Và người ta vào làng người ta rất trầm trồ khen. Vậy cái chi phí mình để mà duy trì này, nhà nước mình có không? Có nhà nước. Tính đến hôm nay á, thì được phong tặng từ năm 2009 cho đến hôm nay. Là cũng đã 11 năm. Đấy, có một ban quản lý của làng cổ nghệ thuật kiến trúc. Thì được nhà nước bổ nhiệm về để lo tôn tạo, bảo tồn di tích và phát triển du lịch. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Chú năm nay là 78 tuổi, là làm ban thường trực của cái làng này. Và hôm nay là ngày chủ nhật sánh này này. Cái ngày mà làm sạch ngõ, sạch vườn, sạch từ trong để chuẩn bị cho đón Tết. Chú tên gì nhỉ? Chú là tên Lương Vĩnh Viện. Chú viết nhiều bài về cái làng này. Rồi chú chia sẻ về một vài cái yếu tố tâm linh. Bây giờ về cái yếu tố tâm linh á, thì làng này á, thứ nhất là khi ngài Đình Đô về đấy để sống, thì ở bên kia dòng sông thì có một cái nghĩa trang để lo người chết. Cho nên phải đưa là ông cha từ ngoài Nghệ An Quảng Quyết vì vô là bên đó. Và khi một người nằm xuống thì được xuống sông và đưa bằng thuyền kết lại để qua bên kia, người gọi là thuyền tá. Cho nên đấy là Cồn Dương, bên kia Hà Cát, đó, cách đó sang đây mấy dặm đường, đó, là chỉ có tiện đưa là như vậy. Còn về vấn đề tôn tạo và vấn đề là bảo tồn và vấn đề thơ cũng thì còn giữ nguyên lệ của người Việt, hình như nó có ảnh hưởng một phần nào của Tàu. Cho nên trong nóc nhà, trên nóc nhà anh thấy không? Toàn như rồng bay phường múa. Những cái này là cái di tích từ trước đến nay. Đó. Còn này, quang hôm tang tế thì vẫn giữ lại cái hình ảnh ngày xưa cho đến hôm nay. Hay quá. Cái má trái thì đây cũng có tính cách ăn uống ruộng ra như các nơi khác. Người mất xuống thì chúng ta có trách nhiệm đến để lo tổng tang, để lo liệm và để lại khoảng độ 3 ngày là tối đa, chứ cũng được lên 4 ngày. Là vì là làng có một cái hướng nữa để bảo vệ được, vừa là vệ sinh và bảo vệ được cổ truyền. Và khi không có tổ chức ăn uống linh đình, đó, vấn đề còn vấn đề đám cưới, tức như hôn á,
không có hạ kho ồn ào giống như được ở nơi khác. Yeah. À, dân ở đây thì bây giờ về đứng về tuổi già chiếm 80%. Yeah. Còn cái lớp trẻ là học hành là ra đi hết. Đó, đó là đình làng ấy. Yeah. Sẽ thử tham quan một cái nhà rường cổ các chị nha. Nhà rường cổ, để xem đây. Đây. À, như chú chia sẻ thì ở nhà rường cổ này thì nó vẫn giữ được nhiều cái nét truyền thống ngày xưa, bao nhiêu cái tinh hoa, ví dụ như là cái kiến trúc đó. Đây là một nhà rường cổ. Vẫn có người chăm lo đó, để mà chăm sóc quản trị hết. Thì khu này toàn là người lớn tuổi thôi, còn thanh niên trai tráng họ đi hết. Mình thử xem vào trong coi có gì không nha. Trong đây là có nhà thờ tổ các anh chị. Ở trong đây có nhà thờ, vẫn bàn ghế đầy đủ hết, sạch sẽ hết, có người lau dọn. Đây có một anh đang công tác làm dọn dẹp, làm sạch hàng rào. Xin phép để quay một cái căn nhà tiếp theo để cho các anh chị xem ha.